Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Liverpool chiến thắng trong trận cầu 118 phút. Đấy là khách của Wolves ở trận đấu muộn vòng 28, Liverpool đã trải qua trận đấu có thời lượng hiếm có ở ngoại hạng. Đội chủ nhà Wolves nhập cuộc khá tốt. Phút thứ 2, Traoré đón bóng ở trung lộ từ đường truyền rất tốt của Neves trước khi mở bóng sang phải cho Semedo, băng vào vòng cấm Liverpool nhưng cú sút bị Alisson đẩy ra. Phút thứ 13, Wijnaldum đi bóng thẳng vào trung lộ trước khi chọc khe cho Mane phá bẫy vịt vịt băng xuống. Anh đã vòng qua Patricio nhưng nỗ lực mở góc sút sau đó không thành khi các cầu thủ Wolves đã quay về kịp. Phải đến phút thứ 45+2 thì bế tắc mới bị phá vỡ, xuất phát từ Mane, bóng lần lượt đi qua Salah, trở về Mane rồi đưa đến chỗ của Jota. Tiền đạo người Borussia tung ra cú sút chân trái hạ gục đồng đội cũ Rui Patricio. Sang hiệp 2, Liverpool chủ trương thi đấu chắc chắn và đề cao sự an toàn nhằm bảo vệ thành quả. Trong khi đó, sự tấn công của Wolves không mấy khởi sắc dù họ đang là đội bị dẫn bàn. Phút thứ 86, Oxlade-Chamberlain khống chế được bóng ở giữa sân trước khi đột phá. Anh nhả sang phải cho Salah thoát xuống hạ Patricio ở pha đối mặt, nhưng trọng tài biên căng cờ báo vịt vị. Điểm nhấn cuối trận không phải là những tình huống tấn công của cả hai đội, mà là chấn thương của Rui Patricio. Thủ môn người Bologna băng ra cản phá Salah, nhưng đầu anh đã đập vào đầu gối của đồng đội khoát đi. Trận đấu đã phải gián đoạn khoảng 15 phút trước khi Rudy vào thay Patricio. Khi bóng lan trở lại, cả Wolves và Liverpool đều tạo ra các cơ hội nhưng không có được bàn thắng. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 118. Zidane thả thính về khả năng CR7 tái hợp Real. Trong chia sẻ mới đây, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã tỏ ra lấp lửng trước khả năng Real tái hợp siêu sao Cristiano Ronaldo. Sau khi Juventus dừng bước sớm tại Champions League mùa thứ 3 liên tiếp, tương lai của CR7 lại trở thành chủ đề rất được quan tâm. Trong số những đồn đoán, đáng chú ý có tin đồn về việc siêu sao người Bologna có thể trở lại Real Madrid. Đại diện của Ronaldo, siêu cò Jorge Mendes, thậm chí được cho là đã xúc tiến một vụ chuyển nhượng với ban lãnh đạo Real. Thực tế, CR7 vẫn là cái tên được coi trọng tại sân Bernabeu sau 9 năm thành công rực rỡ cùng với Los Blancos. Với 16 danh hiệu lớn, cùng 450 bàn thắng sau 438 trận. Trong chia sẻ trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League, huấn luyện viên Zidane cũng tỏ ra lấp lửng khi được hỏi về khả năng Real tái hợp CR7. Những tin đồn đó đúng không ư? Vâng, cũng có thể. Chúng ta đều biết rõ Cristiano và những gì cậu ấy đã làm cho Real. Dù vậy, lúc này Cristiano vẫn là cầu thủ của Juventus. Cậu ấy đang chơi cho một câu lạc bộ khác. Hãy cùng chờ xem tương lai thế nào. Tôi đã có may mắn được dẫn dắt Cristiano, người luôn mang lại ấn tượng lớn. Còn ở thời điểm hiện tại, cậu ấy đang giúp sức cho Juventus. Hiện hợp đồng của Ronaldo với Juventus chỉ còn thời hạn đến hè 2022 và đôi bên vẫn chưa có động thái tiến đến một giao kèo mới. Chính giám đốc thể thao lão bà từng tuyên bố việc gia hạn với CR7 không phải là ưu tiên của đội bóng Italia. Huấn luyện viên Solskjaer xác nhận thời điểm De Gea trở lại thi đấu. Phát biểu sau chiến thắng 1-0 của MU trước West Ham, huấn luyện viên Solskjaer đã xác nhận thời điểm thủ môn David De Gea trở lại tập luyện. Trong trận đấu của MU trước Crystal Palace, thủ môn David De Gea bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Giải thích về sự vắng mặt của học trò, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nói ngắn gọn, đó là vấn đề cá nhân, một thời gian nữa cậu ấy sẽ trở lại. Thủ môn 30 tuổi đã trở về quê nhà Tây Ban Nha để ở bên cạnh bạn gái, sắp sinh em bé đầu lòng. Trong 4 trận đấu gần đây của MU, Dean Henderson là người bắt chính. Ngôi sao người Anh có 3 trận sạch lưới trước Crystal Palace, Man City và West Ham. Nhiều thông tin cho rằng De Gea được cho nghỉ đến hết tháng 3. Mới nhất, huấn luyện viên Solskjaer lên tiếng với thời gian De Gea trở lại thi đấu. Ông nói, cậu ấy sẽ bắt đầu tập luyện trở lại với các đồng đội vào thứ hai. Với việc De Gea sẽ trở lại tập luyện vào đầu tuần này, anh hoàn toàn có thể bắt chính trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League trên sân của AC Milan. Ở trận lượt đi, MU đã để đối thủ cầm hòa một đều trên sân Old Trafford. Dean Henderson bị cho là mắc lỗi ở bàn thua của Quỷ Đỏ ở những phút bù giờ. MU cũng đón chào sự trở lại của các tiền đạo Marcus Rashford, ngôi sao người Anh vắng mặt ở trận đấu với AC Milan giữa tuần trước, song đã trở lại danh sách xuất phát của đội chủ sân Old Trafford trong trận đấu với West Ham. Ibrahimovic tái xuất ở đại chiến United. Theo báo giờ Italia, tiền đạo lão tướng Zlatan Ibrahimovic sẽ trở lại trận lượt về vòng 1/8 Europa League với United. Do dính chấn thương ở trận thắng Roma 2-1, Zlatan Ibrahimovic đã phải nghỉ thi đấu từ đầu tháng 3. Trong giai đoạn này, lão tướng người Thụy Điển đã bỏ lỡ 4 trận đấu trên mọi đấu trường của AC Milan, trong đó có trận lượt đi vòng 1/8 Europa League với United. Không thể tham dự trận lượt đi, nhưng Ibrahimovic có thể giữ trận lượt về. Thông tin này đã được Tuttosport tiết lộ.
Cụ thể, theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất tại đại bản danh Casa Milan, tiền đạo người Thụy Điển đã bình phục nên có thể tham dự trận lượt về với MU vào giữa tuần này. Hiện chưa rõ Ibrahimovic có thể đá chính hay không, nhưng dù thế nào, sự trở lại này cũng mang tới cú hích lớn về tinh thần cho AC Milan ở trận đấu quyết định với Man United. Ở lượt đi tại Old Trafford, thay cho Stefano Pioli đã bị cầm hòa với tỷ số hòa 1-1 nhờ bàn thắng quý giá của Simon Skjaer ở phút bù giờ. Kết quả ở trận lượt đi tạo ra ưu thế nhất định cho AC Milan. Chỉ cần cầm hòa MU không đều ở trận lượt về, đoàn quân áo đỏ đen sẽ đoạt vé vào tứ kết Europa League theo luật bàn thắng trên sân khách. Dù đã bước sang tuổi 39, nhưng Zlatan Ibrahimovic lại là chân sút số 1 của AC Milan ở mùa giải này với 16 bàn thắng trên một đấu trường. Lão tướng người Thụy Điển rất muốn gặp Man United bởi trong sự nghiệp, anh từng có 2 năm khoác áo quỷ đỏ từ 2016 đến 2018, ghi 29 bàn thắng sau 53 lần ra sân. Ở tuổi 39, Ibrahimovic không còn duy trì được thể trạng tốt nhất. Từ đầu mùa tới nay, ngôi sao người Thụy Điển đã bỏ lỡ 13 trận đấu ở Serie A vì dính chấn thương. Cựu danh thủ khuyên MU chiêm mộ sao West Ham. Bình luận sau chiến thắng 1-0 của MU trước West Ham, Owen Hargreaves, cựu tiền vệ người Anh từng có thời gian qua áo quỷ đỏ, đã khuyên đội bóng cũ nên chiêm mộ Declan Rice. Tại vòng 28 của hạng Anh 2020-2021, MU có trận tiếp West Ham trên sân nhà. Quỷ đỏ đã kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của họ không thể ghi bàn. MU chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu sau tình huống phản lưới nhà của trung vệ Grant Dawson. Với 3 điểm có được trước West Ham, MU đã bảo vệ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, duy trì khoảng cách 14 điểm với đội đầu bảng Man City. Mặc dù West Ham để thua MU, song cựu tiền vệ của Quỷ đỏ, Owen Hargreaves vẫn đánh giá rất cao màn trình diễn của hậu bối Declan Rice. Anh nói: "Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Declan Rice. Cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, bẻ gãy nhiều pha lên bóng của MU, đồng thời cũng tích cực đưa bóng lên phía trên. Rice có tiềm năng để trở thành một cầu thủ hàng đầu trong tương lai gần. Rice có thể đá tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ đều tốt. Cậu ấy có khả năng truyền, giữ bóng ấn tượng, đồng thời cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Nếu MU có được sự phục vụ của Rice, đội hình của họ sẽ được nâng cấp đáng kể. Cậu ấy là bản hợp đồng hoàn hảo cho MU. Ngoài Rice, tôi cũng muốn MU chiêu mộ trung vệ Wesley Fofana của Leicester. Thành thật mà nói, cậu ấy như một chiếc Ferrari. Chắc chắn MU sẽ phải chi ra một số tiền không nhỏ, nhưng đó là thương vụ đáng để đầu tư. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời." Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.